luôn nhé cả nhà nhé, 20 đồng. Còn cái này á, là cái sản phẩm mới Hà có đưa lên rồi đúng không cả nhà? Cái này nó là một cái dạng serum của Vita C nha cả nhà nhá. Vita C này á, nó không có đơn thuần đâu nhá. Nó dùng cho cả những cái chấm đen trên mặt mình luôn nhá cả nhà nhá. Những cái nám này kia đó, những cái chấm đen trên mặt mình ấy gọi là cái gì? Những cái tàn nhang hay là này kia, nó làm trắng sáng da mình luôn nhá cả nhà nhá. Hà có đưa lên rất là nhiều review về cái sản phẩm này. Nếu như mọi người cứ mở ra, mọi người bấm vào đi. Cái này nó thuộc về giống như là dạng Goldan. Goldan ấy thì Hà có bán, nó là kem kem ốc sên nha, nó là cái dòng đấy. Nhưng mà bây giờ nó trỗi dậy những cái sản phẩm này á, thật sự nha, bán rất là ok luôn đó cả nhà. Bán cực kỳ là ok luôn. Ủa, Hà không thấy cái comment luôn đó cả nhà. Không thấy comment luôn. Thấy mọi người ngồi im ru à. Một sự im lặng đáng sợ luôn nha cả nhà nhá. Một sự im lặng đáng sợ. Một sự im lặng đáng sợ á. Nhớ cái chai này. Nhưng mà với cái chai này nha cả nhà nha, đánh lên căng bóng mướt luôn. Mà mọi người biết không, cái chai này á, là giá của em này là 21 đồng. Giá em này là 21 đồng. Hà coi nhé cả nhà nhé, Hà coi coi cái này, này nó về cái lúc đợt nào đây không biết. Đấy, Hà bắt đầu ho. Không biết là nó về đơn nào đây mà bây giờ. Khi mà Hà ngứa cổ là Hà ho ghê lắm. Tại sao Hà không nhìn thấy nó nhỉ? À đây đúng rồi, cả nhà ơi, giá 21 đồng nhá cả nhà nhá. 21 đồng xịt khoáng bơ. Không phải em, cái này nó là serum nhá. Trang ơi, cái này nó là serum em ơi. Cái này nó là serum Vita C nè. Đây. Xịt khoáng bơ đâu rồi? Để chị lấy xịt khoáng bơ cho mọi người nhé. Bơ đây. Xịt khoáng bơ. Xịt khoáng bơ phiên bản đã được cải tiến rồi nhé cả nhà nhá. Cái này á, mọi người biết không? Nếu mà mọi người coi cái này người ta review ở Việt Nam, mọi người biết không? Mọi người biết bán bao nhiêu không? 800. Mọi người biết rồi đấy, bán 800 ngàn. Bán 800 ngàn hay 808 gì đấy, chị có nghe qua và chị có chị có nói chuyện với khách luôn. Trời ơi, Việt Nam bán mắc thật. Trong khi á, ở đây chị Hà bán bao nhiêu, có 21 đồng thì mọi người bị nghĩ đi, tính ra đi nó bao nhiêu tiền Việt. Mà tiền Việt bên Việt Nam á, người ta lên, người ta review, người ta nói về cái sản phẩm này luôn và người ta nói giá luôn là bán 800 ngàn. Dễ sợ không? Mà chị Hà bán bao nhiêu? Có 21 đồng thôi nhé cả nhà nhé. Hà bán chỉ có 21 đồng chai này thôi. Nếu mọi người đang cần serum để mọi người trải nghiệm, mọi người cứ xài vào cho Hà. Kết hợp đi mọi người. Cực kỳ lành tính luôn những cái sản phẩm này, nên Hà biết luôn. Cho nên là mọi người cứ yên tâm mọi người xài. Da nào cũng xài được hết luôn nha. Căng, bóng, mướt là có, hoàn toàn là có thật. Cái tiêu chí của nó bây giờ nó chỉ có như vậy thôi nha cả nhà nha. Da làm sao phải căng, phải bóng, mướt là được đạt cái tiêu chí của nó nha cả nhà nha. Vita C nha cả nhà nha. Vita C. Tức là nó là một cái dạng, nó chứa cái thành phần vitamin C ở trong này đó cả nhà. Đó. Cái này á, review rất là nhiều. Mà nói thật với cả nhà luôn, cho con một set 5 cộng nha cô. À ok chứ. Cái này á, thì thật sự mà nói nha cả nhà nha, cái này á, là người ta nói á, rất cũng rất là nhiều. Nhưng mà lúc mà Hà đăng bài lên thì Hà đã bán khá nhiều rồi nha cả nhà nha.
Trời thích lắm. Rồi cảm ơn Trâm nha. Đó là cái chai này nhé cả nhà nha. Nếu mà mọi người thấy Hà like, mọi người lấy đi, thật sự mọi người thích. Người Hà có lúc ấy, đánh hai xe